khi khách bị dí nợ kiểu chờ chú xíu đi, có một kia cửa này, nãy giờ kìa. Anh được á? Chú, anh sắp tới rồi kìa. Trời ơi, sợ em không dám đâu. Để đi cho chú xíu đi. Tụi em bán lá cưng đúng không? Đúng, đúng. Lá mua cho. Chú nha. Chắc nha. Anh ta đâu rồi? Tôi mới lấy mày đây mà. Cũng là có chị Diệu mà. Đúng. Anh nói tới nợ anh đó. Ủa vậy anh có mua hàng không? Không. Không mua đi ra kia chơi. Mà cái thằng đó nhớ nợ tao. Để đó cho được kiếm đó. Ê, ông mua vô đây quậy đúng không? Đi ra đây ngồi đợi nhanh lên. Nguyễn đó. Tí xíu nó mua xong rồi nó ra. Đây là dòng gội phong kem bên em nha. Dòng này thì dùng được cho mọi loại chó với lại mèo luôn. Mình xài xong thì cái bé nó lông nó mềm hơn, có lại luôn luôn không. Và đây là sản phẩm chuyên gà đốt xương của Chóp Chóp á. Cái này thì là dòng nhai lông nha. Cái gì vậy? Đây nè. Yên tâm là mấy bé nhai không bị mắc xương đâu nha. Đời nhai lâu là nó giúp đẩy những cái mảng bám trong răng ra, cũng hơi giảm bị keo răng đó nha. Bây giờ anh muốn chút sản phẩm nào bên em anh ha. Ủa? Nó có tiền nó mua. Thấy chưa? Nó đang thiếu nợ mà, tiền đâu nó mua. Sao nãy nói anh mua? Anh nói gì vậy? Chưa trốn khỏi. Gì trời? Trời trời, sáng sớm có gặp gì đâu không vậy trời. Ủa? Đây thiếu nợ không ạ? À?